Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau làm bài tập trong cuốn đề kiểm tra Toán 4 kỳ tập 2 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô trò chúng ta cùng đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 14. Phần 1 lớn trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Phân số tối giản chỉ số phần đã tô màu trong hình bên là. Chúng ta quan sát hình bên và cùng đếm xem có ở hình bên được chia thành bao nhiêu phần nhỏ bằng nhau. Chúng ta cùng đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Vậy thì ở đây, hình đã được chia thành 32 phần nhỏ bằng nhau. Vậy chúng ta thấy rằng là một phần nhỏ tương ứng với 1 phần 32 hình. Tiếp theo chúng ta cùng đếm xem ở hình này đã có mấy phần được tô màu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy thì ở đây chúng ta thấy 12 phần nhỏ đã tô màu. 12 phần nhỏ bằng nhau đã tô màu, vậy tương ứng với phân số 12 phần 32. 12 phần 32 chúng ta thấy rằng cả tử số và cả mẫu số đều chia hết cho 4. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng lấy cả tử số và cả mẫu số chia cho 4 để rút gọn. 12 chia 4 bằng 3, 32 chia 4 bằng 8. Vậy thì phân số tối giản 3 phần 8 chính là đáp án A. Chúng ta khoanh vào đáp án A. Câu số 2. Giá trị của chữ số 9 trong số 58.962.413 là. Vậy ta thấy ở đây có, chúng ta cùng đếm các hàng này. Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Hàng trăm nghìn, chữ số 9 đang đứng ở hàng trăm nghìn, vậy tương ứng với 900.000. Chúng ta quan sát 4 đáp án, 900.000 nằm ở đáp án B. Vậy câu 2, chúng ta khoanh vào đáp án B. Ta cùng đến với câu số 3. Trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả lớn nhất là. Vậy để tìm được phép tính có kết quả lớn nhất, bước 1, chúng ta sẽ tính kết quả của các phép tính. Và bước 2, chúng ta sẽ so sánh các kết quả đó để tìm ra phép tính có kết quả lớn nhất. Đầu tiên chúng ta có phép tính ở đáp án A. 1 phần 2 cộng 1 phần 4 bằng. Chúng ta quy đồng 1 phần 2 bằng 2 phần 4 cộng 1 phần 4 bằng 2 cộng 1 bằng 3. Giữ nguyên mẫu số 4 bằng 3 phần 4. Tiếp tục B. 5 phần 4 nhân 7 phần 9. 5 nhân 7 bằng 35. 4 nhân 9 bằng 36. Ta sang đáp án C. Phép tính 5 phần 2 chia 3. Vậy thì chúng ta sẽ có 5 phần 2 nhân với phân số đảo ngược là 1 phần 3. Ta có 5 x 1 bằng 5, 2 x 3 bằng 6, 5 phần 6. Và cuối cùng là phép tính ở đáp án D. Ta có 1 trừ 5 phần 12 bằng. Ta quy đồng 1 bằng 12 phần 12 trừ 5 phần 12. Bằng 12 trừ 5 bằng 7 và giữ nguyên mẫu số 12, ta có 17 phần 12.
Vậy sau khi chúng ta có 4 kết quả của 4 phép tính, bước thứ 2 chúng ta sẽ đi so sánh. Chúng ta so sánh các kết quả của các phép tính này. So sánh. Thứ nhất là phân số 3/4. Thứ hai là 35/36. Tiếp theo là 5/6 và cuối cùng là 7/12. Chúng ta sẽ đi so sánh. Vậy nhận thấy rằng mẫu số 36 chia hết cho tất cả các mẫu số còn lại. Vậy chúng ta chọn 36 là mẫu số chung. Chúng ta quy đồng 3 phân số còn lại. Đầu tiên là 3/4. Chúng ta quy đồng này, 3/6 chia cho 4 được 9. Như vậy chúng ta sẽ lấy cả tử số và cả mẫu số cùng nhân với 9. Bằng 27/36. Tiếp theo phân số 35/36, vì đã có mẫu số là 36 rồi, vậy chúng ta sẽ giữ nguyên 35/36. Phân số tiếp theo quy đồng sẽ là 5/6. 36 chia cho 6 bằng 6. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cả tử số và cả mẫu số cùng nhân với 6. 5 x 6 bằng 30, 6 x 6 bằng 36. Cuối cùng là phân số 7/12. 36 chia cho 12 được 3. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cả tử số và cả mẫu số cùng nhân với 3. Bằng 21/36. Đến đây thì chúng ta đã thấy có 4 phân số cùng có mẫu số là 36. Vậy thì phân số nào có tử số lớn nhất thì phân số đó lớn nhất. Ta dễ dàng thấy được là có 35/36 là phân số lớn nhất. Mà 35/36 lại chính là kết quả của phép tính ở đáp án B. Vậy thì ở đây, câu 3. Câu 3, trong các phép tính dưới đây, phép tính có kết quả lớn nhất chính là phép tính ở đáp án B. Chúng mình cùng sang câu số 4. Vườn nhà Bình có 480 cây bắp cải. Hiện tại, nhà Bình đã thu hoạch hết 5/6 số bắp cải. Vậy, số bắp cải còn lại trong vườn là? Để tính được số còn lại trong vườn, thì chúng ta cần biết là Bình đã thu hoạch bao nhiêu cây bắp cải. Vậy bước đầu tiên, chúng ta tính số bắp cải Bình đã thu hoạch là số bắp cải Bình đã thu hoạch là, ta thấy theo đề bài Bình đã thu hoạch hết 5/6 số cây bắp cải đó. Vậy thì cô có phép tính là 480 nhân với 5/6 bằng 480 nhân 5 bằng 2400. 1 nhân 6 bằng 6. 2400 chia cho 6 bằng 400 cây. Vườn có tất cả 480 cây mà đã thu hoạch 400 cây rồi. Vậy bây giờ chúng ta dễ dàng tìm được số cây bắp cải còn lại trong vườn. Số bắp cải còn lại trong vườn. Là chúng ta lấy 480 trừ cho 400 bằng 80 cây. Vậy 80 cây cũng chính là đáp án D. Vậy câu 4 chúng ta khoanh vào đáp án D nhé. Tiếp theo câu số 5. Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình thoi và bao nhiêu hình bình hành? Vậy để đếm được hình thoi và hình bình hành thì chúng ta tiến hành đánh số thứ tự để dễ đếm và ghép hình hơn. Chúng ta đánh số thứ tự theo cô này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8.
Đầu tiên chúng ta sẽ đến với hình thoi. Hình thoi là hình có hai cặp cạnh song song và bốn cạnh bằng nhau. Vậy thì ở đây chúng ta dễ dàng thấy nhìn thấy nhất. Hình thoi đầu tiên được ghép bởi hình nhỏ số 1 và nhỏ số 2. Vậy cô có H1, 2. Hình thoi tiếp theo là hình thoi số 3. Vậy cô có H3. Và một hình thoi nữa, hình nhỏ số 5 là một hình thoi, vậy là H5. Và chúng ta quan sát khi ghép hai hình này, ghép 3 hình này, hay ghép 4 hình, không xuất hiện thêm một hình thoi nào nữa. Chúng ta chuyển sang hình tiếp theo, hình bình hành. Tương tự như cách làm một hình thoi, chúng ta bắt đầu ghép 2 hình, 3 hình, 4 hình để tìm hình bình hành. Đầu tiên là chúng ta có hình 1 ghép với hình 2. Cô có H1, 2. Tiếp theo, hình 1 cô ghép với hình 2, hình 3. Cô có H1, 2, 3. Hình 1 cô ghép tiếp với hình 2 và hình 5. Và ở đây các bạn thấy có xuất hiện thêm một hình bình hành nữa. Cô có H1, 2, 5. Tiếp theo chúng ta sang hình nhỏ số 2. Chúng ta ghép hình nhỏ số 2 và hình nhỏ số 3. Không xuất hiện hình bình hành. Tiếp theo ghép đến 3 hình, 2, 3, 4, ta thấy xuất hiện thêm một hình bình hành. Vậy cô có H2, 3, 4. Tiếp theo hình mà chúng ta nhìn dễ nhất, đó chính là H3. Đó là một hình bình hành nữa. H3 ghép với H4, không thấy hình bình hành. Tiếp tục chúng ta ghép sang hình 4. Hình 4 ghép với hình 8 được thêm một hình bình hành nữa, vậy ta có H4, 8. Tiếp theo, một hình bình hành chúng ta dễ thấy nhất đó chính là H5. Cô ghép hình 5 với 6, 7, 8, cô được một hình bình hành nữa. Vậy cô có hình đó tên là 5, 6, 7, 8. Tiếp theo đến với hình 6. Hình 6 ghép với hình 7. Không có. Hình 6 ghép 6, 7, 8. Ghép 3 hình nhỏ lại với nhau, được thêm một hình bình hành nữa. Vậy cô có H6, 7, 8. Đến hình 7, có một hình bình hành nữa. Vậy ta có H7. Sau khi ghép và đếm các hình, chúng ta cùng tổng kết lại đã đếm được bao nhiêu hình bình hành và bao nhiêu hình thoi nhé. Đầu tiên hình thoi chúng ta có 1, 2, 3. Như vậy là chúng ta có 3 hình thoi. Còn hình bình hành chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hình thoi. 10 hình bình hành. Vậy thì đáp án 3 hình thoi và 10 hình bình hành chính là đáp án C. Câu 5 chúng ta khoanh vào đáp án C. Chúng ta sang câu số 6. Trong những tháng đầu đời, trung bình mỗi tháng một em bé sơ sinh tăng khoảng 800g. Lúc mới sinh, em bé của Hà cân nặng 19/5kg. Hiện tại em nặng 7kg. Vậy em của Hà được khoảng mấy tháng tuổi? Nào, chúng ta cùng thấy ở đây là em của Hà. Để tìm được em của Hà mấy tháng tuổi, bước đầu tiên chúng ta nhìn lại đề bài. Trung bình mỗi tháng một em bé sơ sinh tăng khoảng 800g. Lúc mới sinh, em của Hà cân nặng 19/5kg. Và hiện tại thì em đang có cân nặng là 7kg. Vậy thì ở đây chúng ta đã thấy khác nhau về mặt đơn vị.
Bước đầu tiên chúng ta sẽ đổi tất cả các đơn vị kg ra gam để chúng ta tính nhé. Đầu tiên ta sẽ đổi 19 phần 5 kg ra gam. Như chúng ta đã biết, 1 kg thì bằng 1.000 gram. Vậy thì 19 phần 5 kg bằng bao nhiêu gram? Ta sẽ lấy 1.000 nhân với 19 phần 5. Vậy thì chúng ta sẽ có 19.000 chia cho 5 bằng 3.800 gram. Vậy thì ở đây 19 phần 5 kg bằng 3.800 gram. Chúng ta tiếp tục đổi tiếp cân nặng hiện tại của em là 7 kg sang gram. Tiếp tục đổi 7 kg sang gram. Như vừa rồi cô đã hướng dẫn chúng mình, 1 kg thì bằng 1.000 gram. Vậy tương ứng như vậy 7 kg thì sẽ bằng 7.000 gram. Và chúng ta thấy là lúc mới sinh, em của Hà cân nặng 19 phần 5 kg này. Bây giờ bài toán đã trở thành lúc mới sinh, em của Hà cân nặng 3.800 gram. Hiện tại thì em đang cân nặng là 7.000 gram. Vậy thì bước đầu tiên chúng ta sau khi đổi, chúng ta sẽ đi tìm cân nặng từ lúc mới sinh đến hiện tại của em đã tăng bao nhiêu gram. Cân nặng của em Hà từ khi mới sinh đến hiện tại tăng số gram là, hiện tại là em đang là 7.000 gram này, lúc mới sinh là 3.800 gram. Thế vậy thì cô sẽ lấy 7.000 gram trừ đi 3.800. Cái này chúng ta có thể trừ ra nhát bằng 3.200 gram. Quay trở lại đề bài, chúng ta thấy là trung bình mỗi tháng của một em bé sơ sinh thì sẽ tăng khoảng 800 gram. Vậy thì bây giờ bước cuối cùng chúng ta có thể tính được em Hà khoảng số tháng tuổi là, em Hà đã được 3.200 chia cho 800. 3.200 chia cho 800 bằng 4. Vậy ở đây là 4 tháng tuổi. Chúng ta cùng nhìn lại cách cô giải bài này một lần nữa. Chúng ta đổi 2 lần, sau đó tìm cân nặng của em Hà từ khi mới sinh đến hiện tại là tăng bao nhiêu gram. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm là em Hà đã được khoảng số tháng tuổi là, chúng ta lấy cái phần cân nặng tăng chia cho trung bình mỗi tháng tăng là 800 gram thì sẽ ra 4 tháng tuổi. Mà 4 tháng tuổi tương ứng với đáp án C, như vậy câu 6 chúng ta khoanh vào đáp án C nhé. Tiếp tục mời các bạn sang phần số 2, phần tự luận. Bài 1, đặt tính rồi tính. Ở phép tính đầu tiên, 578.629 cộng 250.451, ta thực hiện đặt tính.
Sau khi đặt tính, chúng ta tiến hành thực hiện phép tính này. Ta có 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 5 bằng 7, thêm 1 bằng 8. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 8 cộng 0 bằng 8, thêm 1 bằng 9. 7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8. Vậy kết quả của phép tính này bằng 829.080. Chúng ta sang phép tính tiếp theo, phép tính trừ. Tương tự như phép tính cộng, chúng ta bắt đầu đặt tính 326.815 trừ 191.363. Sau khi đặt tính, ta tiến hành trừ. 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. 1 không trừ được 6, vậy ta lấy 11 trừ 6 bằng 5, nhớ 1. 8 trừ 3 bằng 5 trừ 1 bằng 4. 6 trừ 1 bằng 5. 2 không trừ được 9, ta lấy 12 trừ 9 bằng 3, nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 1. Vậy kết quả của phép tính này là 135.452. Chúng ta thực hiện phép tính tiếp theo. Ta có 1.816 nhân 25. Ta thực hiện đặt tính. Sau khi 5 x 6 bằng 30, viết 0, nhớ 3. 5 x 1 bằng 5, thêm 3 bằng 8. 5 x 8 bằng 40, viết 0, nhớ 4. 5 x 1 bằng 5, thêm 4 bằng 9. Ta có tích thứ nhất. Tích thứ hai. 2 x 6 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3. 2 x 8 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3. Vậy khi có 2 tích, ta tiến hành cộng 2 tích này. 0 hạ 0. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. Chúng ta sang phép tính tiếp theo. Ta có 7.680 chia cho 15. Chia 15. Chúng ta lấy 76 chia cho 15 được 5. 5 nhân 15 bằng 75. 76 trừ 75 còn 1. Cô hạ 8. 18 chia cho 15 được 1. 1 nhân 15 bằng 15. 18 trừ 15 bằng 3, hạ 0. 30 chia cho 15 bằng 2. 2 nhân 15 bằng 30 và 30 trừ 30 bằng 0. Mời các bạn cùng sang bài số 2, tính. 7 phần 15 cộng 11 phần 30. Vậy thì ta sẽ quy đồng 7 phần 15. 7 x 2 bằng 14. 15 x 2 bằng 30. Ta có 14 phần 30 cộng 11 phần 30. 14 cộng 11 bằng 25. Giữ nguyên mẫu số 30, vậy ta có 25 phần 30. Nhận thấy
Nhận thấy phân số này có cả tử số và cả mẫu số cùng chia hết cho 5. Vậy cô rút gọn được bằng 5 phần 6. Phép tính tiếp theo 19 phần 20 trừ 3 phần 4. Ta có 19 phần 20. Chúng ta quy đồng 3 phần 4. 3 nhân 5 bằng 15. 4 nhân 5 bằng 20. Ta có 19 phần 20 trừ 15 phần 20. 19 trừ 15 bằng 4. Giữ nguyên mẫu số 20 bằng 4 phần 20. Cả tử số và cả mẫu số cùng chia hết cho 4. Vậy thì cô rút gọn được bằng 1 phần 5. Phép tính tiếp theo 5 phần 12 nhân 4 phần 5 bằng. Chúng ta thấy có 5 và 5 chúng ta triệt tiêu được. Vậy thì còn 4 phần 12. 4 phần 12 phân số này cả tử số và cả mẫu số cùng chia hết cho 4. Như vậy cô sẽ rút gọn được bằng 4 chia 4 bằng 1, 12 chia 4 bằng 3. Cô rút gọn bằng 1 phần 3. 32 phần 35 chia 8 phần 7. Ta có 32 phần 35 nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ 2, cô có 7 phần 8. Đến đây chúng ta thực hiện nhân này. 32 nhân 7 bằng 224. 35 nhân 8 bằng 280. Nhận thấy cả tử số và cả mẫu số cùng chia hết cho 56. Vậy thì cô sẽ rút gọn được bằng 4 phần 5. Bài 3 tính bằng cách thuận tiện. Ta có 5 phần 3 nhân 13 phần 6 nhân 24 phần 5 và nhân với 24 phần 13. Ở đây chúng ta thấy rằng để tính thuận tiện chúng ta sẽ nhóm 5 phần 3 nhân với 24 phần 5 thì chúng ta triệt tiêu 5 này. Tiếp theo cả 13 phần 6 nhân với 24 phần 13 cũng tương tự như vậy. Vậy thì cô sẽ nhóm ra. Chúng ta có 5 phần 3 nhân với 24 phần 5 nhân 13 phần 6 nhân 24 phần 13. Đến đây thì cô sẽ triệt tiêu được. Đến đây chúng ta triệt tiêu 5 với 5 này. Và có 24 phần 3. 24 phần 3 cũng là 24 chia cho 3. Vậy ở đây cô được 8. Nhân. Tiếp tục. 13 chia hết cho 13. Vậy thì chúng ta còn 24 phần 6. 24 phần 6 thì bằng 4. Và đến đây 8 x 4 bằng 32. Phép tính tiếp theo. 47 phần 90 nhân với 798 trừ đi 47 phần 90 nhân 708. Vậy ở đây chúng ta thấy là cả hai số đều được nhân với 47 phần 90. Vậy thì cô sẽ đưa 47 phần 90 ra làm thừa số chung. Vậy chúng ta có 47 phần 90 nhân với, ở trong ngoặc này cô sẽ có 798 trừ đi 708. Vậy thì khi một biểu thức có ngoặc trước thì chúng ta sẽ làm ngoặc trước. Vậy cô sẽ hạ 47 phần 90 xuống, nhân với, chúng ta tính cái cụm này ra nháp này, phép trừ này ra nháp. Chỗ này bằng 90. Vậy thì 47 phần 90 nhân 90. Ta có 90 chia cho 90 là hết này. Như vậy là bằng 4 phần 47. Kết quả bằng 47. Ta tiếp tục sang bài số 4. Biểu đồ cột sau cho biết khối lượng giấy vụn Hà thu gom được trong tuần này. Chúng ta quan sát biểu đồ
khối lượng giấy vụn Hà thu gom được trong một tuần. Mũi tên màu xanh hướng đi lên. Chúng ta thấy có các vạch số màu xanh chỉ khối lượng giấy vụn mà Hà đã thu gom được. Còn mũi tên màu đỏ nằm ngang chính là các ngày mà Hà đã thu gom được số lượng giấy vụn đó. Câu A. Quan sát biểu đồ rồi điền vào chỗ trống cho thích hợp. Tuần này Hà đã thu gom được tất cả kg giấy vụn là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta cùng quay lại nhìn vào biểu đồ. Để tính được tuần này Hà đã thu gom được tất cả bao nhiêu kg giấy vụn thì chúng ta sẽ cộng tất cả khối lượng của một tuần Hà đã thu gom được. Vậy thì ở đây, tuần này Hà đã thu gom được số kg giấy vụn là, chúng ta bắt đầu cộng tất cả các ngày. Quan sát ở biểu đồ chúng ta có ngày thứ hai với 10 cân giấy vụn. 10 cộng với ngày thứ 3, chúng ta gióng sang, cộng với 8 cân giấy vụn. Tiếp theo ngày thứ 4 có cộng với 6 cân giấy vụn. Ngày thứ 5, ngày thứ 5 chúng ta lưu ý một chút. Ở ngày thứ 5 này, chúng ta thấy là ở cột thứ 5 chúng ta gióng sang. Ngày thước kẻ về để gióng sang này, chúng ta thấy là cột thứ 5 đang nằm ở giữa tia số 8 và tia số 10. Vậy thì 8, 9, 10. Ở đây thứ 5 chúng ta cộng với 9. Tiếp tục thứ 6 lại được 10kg, chúng ta cộng với 10. Thứ 7. Thứ 7, các bạn nhìn cột thứ 7 đang nằm ở giữa 4kg và 6kg. Như vậy thứ 7 bạn đã thu được 5kg, ta cộng với 5. Và cuối cùng là chủ nhật. Chủ nhật bạn thu được 8kg, cộng với 8. Vậy chúng ta tính ra nhé. Tuần này Hà đã thu được tổng tất cả là 56kg giấy vụn. 56. Vậy thì chúng ta điền ở đây là 56. Tiếp theo, vẫn ở ý A. Trung bình mỗi ngày Hà thu gom được bao nhiêu kg giấy vụn? Vừa rồi thì chúng mình đã tính được cả một tuần Hà đã thu gom được 56kg giấy vụn. Vậy thì mỗi ngày, một tuần, chúng ta có một tuần bằng 7 ngày. Vậy mỗi ngày Hà thu được số cân giấy vụn là, chúng ta lấy 56 chia cho 7 bằng 8kg. Chúng ta lấy 56 chia cho 7 bằng 8kg. Vậy ở đây, trung bình mỗi ngày Hà thu gom được 8kg giấy vụn. Chúng ta sang phần B nhỏ. Hà đã đem bán số giấy vụn thu gom được trong tuần này. Hà bán mỗi kg giấy vụn được 3.000 đồng. Hà dùng 5 phần 14 số tiền thu được để mua đồ dùng học tập. Số tiền còn lại, Hà gửi mẹ giữ hộ. Hỏi Hà đã gửi mẹ giữ hộ bao nhiêu tiền? Chúng ta thấy là Hà đã đem bán tất cả số giấy vụn thu gom được trong tuần này. Và 1kg giấy thì Hà bán được 3.000 đồng. Vậy bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm số tiền Hà thu được từ bán giấy vụn là, bạn có tổng tất cả là 56kg giấy vụn. Bạn đã bán hết và 1kg thì bạn bán
được 3.000 đồng. Vậy chúng ta sẽ lấy 3.000 nhân 56 kg giấy của bạn. Ở đây chúng ta tính ra nhé, chúng ta được 168.000 đồng. Và 168.000 đồng này Hà đã dùng 5 phần 14 số tiền đó để đi mua đồ dùng học tập. Số tiền còn lại thì Hà gửi mẹ giữ hộ. Vậy để tìm được số tiền còn lại thì chúng ta phải tìm được số tiền mà Hà đã mua đồ dùng học tập là bao nhiêu. Vậy bước thứ hai chúng ta tìm số tiền Hà dùng để mua đồ dùng học tập là... Ta lấy 168.000 nhân với 5 phần 14. Ở đây chúng ta cũng thực hiện tính ra nháp. Vậy ở đây cô được 60.000 đồng. Hà đã dùng 60.000 đồng để mua đồ dùng học tập. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm Hà đã gửi mẹ giữ hộ số tiền là... Chúng ta lấy tổng số tiền mà Hà đã bán giấy vụn trừ đi số tiền mà Hà đã mua đồ dùng học tập thì sẽ ra số tiền còn lại. Vậy thì cô có phép tính 168.000 trừ 60.000. Ở đây chúng ta có thể tính ra nhé, bằng 108.000 đồng. Ta có đáp số. Đồng. Vậy là cô và trò chúng ta vừa hoàn thành xong đề kiểm tra cuối kỳ số 14.